dạy bé nhận biết cờ các nước Đông Á và Đông Nam Á. Nhận biết cờ các nước Đông Á. Cờ Đài Loan. Cờ Mông Cổ. Cờ Triều Tiên. Cờ Hàn Quốc. Cờ Nhật Bản. Cờ Trung Quốc. Nhận biết cờ các nước Đông Nam Á. Cờ Việt Nam. Cờ Brunei. Cờ Đông Timor. Cờ Lào. Cờ Myanmar. Cờ Singapore. Cờ Campuchia. Cờ Indonesia. Cờ Malaysia. Cờ Philippines. Cờ Thái Lan. Chúng ta hãy cùng nhau học lại một lần nữa nhé. Nhận biết cờ các nước Đông Á. Cờ Đài Loan. Cờ Mông Cổ. Cờ Triều Tiên. Cờ Hàn Quốc. Cờ Nhật Bản. Cờ Trung Quốc. Nhận biết cờ các nước Đông Nam Á. Cờ Việt Nam. Cờ Brunei. Cờ Đông Timor. Cờ Lào. Cờ Myanmar. Cờ Singapore. Cờ Campuchia. Cờ Indonesia. Cờ Malaysia. Cờ Philippines. Cờ Thái Lan. Chúc các bé thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bé trong những video sau.